chào các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các con. Video hôm nay tôi xin chia sẻ với các bậc phụ huynh cách dạy trẻ làm quen với bài thơ Thỏ Trắng của tác giả Vũ Quang Huy. Trước tiên các bậc phụ huynh giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả. Sau đó các bậc phụ huynh đọc cho các con nghe 1 đến 2 lần. Chú ý, khi đọc bố mẹ đọc diễn cảm, dùng cử chỉ, điệu bộ để thể hiện bài thơ. Bài thơ Thỏ Trắng, mắt đỏ hồng, lông trắng muốt, tai dài dài, đuôi ngắn tẹo. Chú thỏ trắng ôm cà rốt chạy đi chơi. Thỏ trắng ơi, ngoan ngoan nhé. Để giúp các con hiểu rõ bài thơ, phụ huynh hãy hỏi con một số câu hỏi như sau. Con vừa được nghe bài thơ gì? Bài thơ nói về con gì? Các bậc phụ huynh có thể hỏi trẻ một số câu hỏi theo đúng nội dung bài thơ. Sau mỗi câu hỏi, phụ huynh hãy đọc trích dẫn câu thơ để trẻ nhớ nội dung bài thơ. Các bậc phụ huynh hãy cùng con đọc bài thơ nhiều lần, đọc từ đầu đến hết bài thơ. Bố mẹ hãy dành thời gian thường xuyên cho các con để các con đọc mọi lúc mọi nơi. Vừa rồi, tôi đã chia sẻ với các bậc phụ huynh dạy trẻ đọc bài thơ Thỏ Trắng của tác giả Vũ Quang Huynh. Xin chào và hẹn gặp lại! Chú thỏ con ơi, chú thỏ con, có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú, đôi mắt của chú, màu hồng nhạt như là viên kẹo. Đôi tai chú dài thẳng đứng, trông thật đẹp, ý trông thật xinh.